Nhi xin chào cả nhà thì hôm nay tiếp tục thì Nhi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho cả nhà mình cách ráp bán thành phẩm chiếc áo đầm cổ trái tim phối gan và lai like và eo sẽ ship ly nha cả nhà à, và thêm lai tay cũng có mai ren vô nữa nha cả nhà ơi thì Nhi không nói chi nhiều nữa thì bây giờ Nhi sẽ cho cả nhà xem các chi tiết trên cái áo của nó áo đầm như thế nào nha cả nhà đây bây giờ như sẽ mời cả nhà mình tiếp bước theo toàn bộ nhất. các chi tiết bán thành phẩm trên một cái chiếc áo đầm là cả nhà như sau khi như đã cắt xong rồi cả nhà ơi đó thì ở đây là như có mai cái chiếc áo đầm này là như có xếp uh, ship chúng hai tầng nha ở tầng thứ nhất là ở dưới đây là hai bên đây thân trước và thân sau lai bự nhất là cả nhà là hai tầng ha còn anh kia là cái eo đó, cái eo còn cái tiếp nữa là cái phần trên kia là phần cúp ngược thân trước thân sau thì thân trước thân sau rồi kế bên nữa là bên kia là cái nẹp cổ trước và nẹp cổ sau nha cả nhà còn phía bên đây là cái uh, cúp lai uh, lai tay rồi còn cái lai tay uh, và cái thân của uh, tay áo nha còn mà kế tiếp thì ghen ghen lai tay và ghen lai áo đó đây là còn toàn phần là của uh, chiếc uh, bán thành phẩm của chiếc áo đầm đó cả nhà như chuẩn bị gáp đó cả nhà ơi đó. bây giờ thì tiếp tục thì nhi sẽ hướng dẫn chi tiết cho cả nhà mình ghép uh, chi tiết trên cái áo nha à, đây là toàn bộ bán thành phẩm đó cả nhà đây này cả nhà ơi sau khi nhi đã ráp thử một bên cánh tay cho cả nhà mình xem nè à, đây là nhi gáp bán thành phẩm vô rồi đó cả nhà đây là cái lai tay nha cái lai tay thì nhi có may dúng và ren ren rất là đẹp luôn cả nhà ơi ren đẹp lắm luôn Đó, à, ren rất là đẹp nha còn ở dưới đây là cái đề cúp tay thì cái đề cúp tay này thì nhi có mai dúng đó nha cả nhà đây cả nhà thấy có dúng không có dúng có dúng có dúng có con có con nè đó chỉ có mai dúng nữa nha à. phần trên đây là cái phần ống tay mặt tay ha đó như mai cái này là tay tròn nha cả nhà ơi đó bây giờ cái bây giờ như sẽ hướng dẫn và cho cả nhà mình cách gáp của cái đề cúp tay dưới và cái ren nha đây là cái phần ren của cái lai tay nè cả nhà cái ren rất là đẹp luôn ha thì bây giờ cái ren này thì Nhi sẽ may ra mai cái to bản này là 5 ly nha cả nhà đó, Nhi sẽ mai dài qua cho hết cái đường ren luôn ha Nhi mai phía bên đây nha còn đây là cái lai của cái ren không có mai thì Nhi sẽ mai cái phía lai bên đây Nhi mai cái máy gia đình hơi ổn xíu cả nhà thông cảm nhìn nhi nha đó, nhi sẽ mai đều hết năm ly đây mai đều hết năm ly như vậy nha cả nhà đó sau khi may xong rồi Nhi sẽ kéo cái ghen này ha Nhi sẽ cắt chỉ Và kế tiếp thì Nhi sẽ dịnh tiếp cái đầu này ha Nhi sẽ kéo ghen rút dúng lại nghe cả nhà Nhi sẽ kéo ghen rút dúng lại Đó cả nhà thấy không Đó mình sẽ rút dúng mình kéo đùa đùa cái nó lại ha Cho nó dúng lại ha cả nhà đó. thì cái cái này mình rút dúng đều 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 trang dài qua phía bên tới bên đây luôn nha đó, nó sẽ dúng như vậy nha cả nhà đó, rút lại nó sẽ có dúng có dúng vậy đó đây là sau khi nhi rút dúng đều lại hết rồi cả nhà nhìn cái ghen nó đẹp ghê cả nhà rất là đẹp luôn ha đó rút dúng lại vậy đó bây giờ kế tiếp thì nhi sẽ uh, mai cái giải dúng uh, của cái ống nha cả nhà đây đây là cái phần cái ống này cả nhà đó cái ống thì nhi đã rút dúng và nhi mai hai miếng vô rồi đây ha đây đó cũng giống như cái thao tác của cái miếng ghen thì cái này là cái thân tay nè cái lai tay này cái cái nhà cái đề cúp tay nè thì cái đai cúp tay thì như cái mai dúng vô rồi nè đó thấy không đẹp ghê quá nha đó đó cái này là cái đề cúp tay nè còn hồi nhi sẽ mai cái uh, cái ghen và cái uh, lai tay này vô tiếp tục cái phần phía bên đây ha bề mặt của cái ghen và bề mặt của cái thân thì nhi sẽ nhập bạn vô về như giác sổ nha cả nhà đây bây giờ tới phần giác sổ nha cả nhà ơi thì đây là cái đề cúp của cái lai tay nè thì cái lai tay cái bề phải của cái lai tay và bề phải của cái ren nha phải mình nhập lại nha cả nhà thì mình nhập lại xong rồi sau đó thì nhi sẽ đưa máy sổ như dắt nha đây là nhi sẽ đưa cho máy sổ như dắt hai cái bề phải của cái gen và bề phải của cái thân à, mình sẽ nhập bằng lại với nhau nghe cả nhà rồi sau đó thì mình sẽ dắt sổ nha rồi sao mà mình sẽ dịnh hai cái phần của cái đầu lai bên đây qua đầu lai bên kia ha bằng nhau nha cả nhà của ghen và cái thân mình nhìn dịnh thẳng ha mình sẽ dắt sổ nha cả nhà ơi mình để bằng mép với nhau ha mình dắt sổ dài nha cả nhà đó cái ghen rất là đẹp luôn không cả nhà cái ghen nè nó ship rất là đẹp luôn ở bên đây họ bán ghen đẹp lắm cả nhà ơi đó rồi sau sau là mình để lại bằng dài ha mình sẽ gấp dúng và điều hết hai cái gen nha cả nhà Giờ sau khi nhi đã may xong rồi giờ nhi có cái thao tác là nhi sẽ chải im và nhi sẽ ủi nha cả nhà nhi ủi bán thành phẩm nha nhi sẽ ủi bán thành phẩm cái like và kế tiếp là cái ren nha cả nhà ơi đó, Nhi sẽ có cái thao tác ủi hết Khi Nhi may xong rồi là bán thành phẩm là Nhi ủi hết Khi thành phẩm rồi là Nhi khỏe lắm Nhi không có ủi nữa nha Rất là đẹp luôn cả nhà ơi Rất là dễ thương Đó Nhi ủi xong rồi đây cả nhà Bây giờ Nhi sẽ cho cả nhà mình xem nè Đó cái lai tay rất là dễ thương luôn Rất là đẹp luôn cả nhà ơi Đây đó thấy không giống rất là đẹp luôn cả nhà ơi đây là sau khi nhi đám ai xong rồi đây cả nhà đó, sau khi nhi đám xong bây giờ nhi sẽ quay sát cả nhà mình xem cái chất liệu của cái ren và cái thành phẩm của cái lai tay này cả nhà đó, đây là cái phần ren nè nó dúng đều hết trơn luôn hết cả nhà đó ren rất là đẹp luôn còn cái phần trên đây là cái phần dúng của cái tay này cả nhà đó dúng đó cả nhà đây là cái bắp tay nha đây là cái khúc cái cửa tay nè đây là cái lay tay nè là khúc ghen lại lay tay nè đó đây là cái phần cái bán thành phẩm của cái tay cả nhà đây sau khi mình đã gáp xong cái tay thì giờ kế tiếp là cái cổ áo đây là cái phần cái cổ áo của cái tim nha cả nhà ở đây là cái nẹp nha Đó. thì cái bề phải của cái nẹp và cái bề phải của cái thân sẽ bằng nhau và cái trung tâm của cái tim này cũng bằng nhau luôn nha thì đây như sẽ kéo dài đây thì như sẽ mai đều ha mai đều năm ly nha cả nhà hai mét giải pha thân và mặt giấy của cái nẹp nha bằng nhau và sau đó thì nhi sẽ để bằng cái mép chân dịch này nha nhi sẽ may dài qua đó sẽ may dài xuống luôn nha cả nhà vòng quay hết cổ luôn nha máy gia đình nó hơi ồn nha cả nhà ơi rồi dài xuống cái tim luôn khi mai xuống tới cái điểm tim rồi thì như vậy dịch lên như quay qua ha đó như mặt quay qua và nhi sẽ cho qua một mũi kim nha cả nhà đó một mũi kim rồi kế tiếp thì mình xây qua ha mình may vòng lên luôn nha cả nhà ơi đây cái mép dễ dưới và cái mép nẹp bằng nhau luôn nha đó bằng nhau rồi kế tiếp thì như vậy thì mình sẽ may thẳng lên luôn ha rồi sau đó mình may thẳng ra luôn rồi nhi sẽ dở ra ha đó ở đây là sau khi như đã mai xong rồi cái tim gì là cả nhà thấy cái tim không đó rất là đẹp luôn bây giờ như sẽ dùng kéo như sẽ cắt chỉ ra ha khi cắt chỉ ra rồi thì như sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình bấm góc của cái tim này nha đây là cái tim đây đó cái tim thì như sẽ dùng kéo như sẽ bấm cái góc này đó, bấm nhẹ thôi nghe đừng đứt cũng chỉ nha cả nhà đó, còn dài lên đây thì cái tim này mình cũng bấm nhá nha mình bấm nhá vừa thôi để cho nó đừng có khi mình mai nẹp vô đừng có bị gãy cả nhà này sau khi mình bấm xong rồi thì lạc qua đây mình sẽ dặn tiếp cho nhi là qua bên với miếng bên, bên nẹp nha cả nhà nhi sẽ dặn qua một ly nha phía bên nẹp dòng qua luôn đó và một ly dòng từ bên phía này dòng qua phía bên kia luôn nha cả nhà ơi mình sẽ mai dòng một ly cho nhi còn kế tiếp cái này là phần cổ sau nha cả nhà. Đây, đây là phần cổ sau. Thì cổ sau cũng giống như cổ trước. Thì cái bề phải của cái nẹp và bề phải của cái thân ha. Đây là cái nẹp nè cả nhà. Đó, đây là cái nẹp. Thì hai cái này sẽ bề phải của thân và bề phải của nẹp bằng nhau. Thì Nhi cũng mai đều 5 ly luôn nha. Cũng bằng cái mép dung dịch luôn nha cả nhà. Sau khi mai dòng qua rồi thì mình cũng có cái thao tác mình nhá giống như cái cổ trước ha và sau đó mình sẽ lặt qua đây mình cũng dằn bên cái nẹp một ly cho nhi nha Dòng bên đây thì mình sẽ dằn tiếp và đây dằn theo cái dòng nẹp giống như cái nẹp cổ trước nha cả nhà đây là sau khi nhi dằn một ly rồi nè cả nhà đó sau khi dằn một ly rồi bây giờ nhi sẽ tiến hành như ủi nha đây bây giờ nhi sẽ vuốt chải thẳng cái cái cổ và cái thân cho im hết ha cả nhà thì Nhi sẽ tiến hành như để bằng ủi như sẽ ủi nha Nhi sẽ ủi cho nó im cái nẹp hết, đó cả nhà đó. thì cái cổ trước và cổ sau như đều ủi hết Nhi ủi là như ủi về trái trước nha cả nhà ơi đó, Nhi sẽ ủi về trái trước rồi kế tiếp thì Nhi sẽ ủi về phải nha Khi Nhi đã ủi về trái rồi giờ kế tiếp Nhi sẽ ủi về phải sau khi Nhi đã ủi xong cái cổ rồi thì Nhi sẽ gắn cái miếng ghen vô ngay cả nhà ơi Đây Nhi đã lượt sơ cho cả nhà mình xem là cái miếng ghen nó như vậy nè cả nhà Ở đây là cái vòng tròn của tâm giữa của cái thân trước Còn ở đây là cái dòng trái tim thì ngay cái điểm này là ba cái nhé, chấm nhỏ tròn này ha Là Nhi có chấm giữa này là ngay tâm giữa ha Nghe tim Còn sẽ từ cái mí của cái cổ thân chính và cái mí ghen sẽ cách nhau đều 5 ly hết luôn dài lên tới dai luôn nha cả nhà Đó hai bên luôn hai bên đều nhau hết bây giờ bắt đầu nhi sẽ thay chỉ trắng và nhi mai miếng gan này vô trong cái thân này nha cả nhà ơi cái này là phía trước á cả nhà phía thân cổ trước á cả nhà ơi rất là đẹp luôn đây bây giờ nhi đã để vô cái dàn máy mai rồi đó cả nhà bây giờ kế tiếp thì nhi sẽ dịnh từ cái trên dây phía bên đây trước nha thì từ cái phản này từ cái phản của cái cổ thân chính và cái miếng gan thì năm ly nha cả nhà đó năm ly thì năm ly thì như theo gút kim cúc ra thì từ cái miếng này như sẽ sắn kim xuống ha bằng cái 5 ly đó như sẽ mai theo cái đường rảnh của cái miếng ghen này nha cả nhà đây đó như sẽ mai theo cái đường rảnh của cái ghen này rồi cứ thế thì như sẽ mai nhớ cái đầu này như sẽ lờ mũi cái nha cả nhà ơi đó như sẽ lờ mũi cái cho nó chắc rồi từ đây thì như sẽ mai dài xuống cái tâm giữa luôn nha đây khi nhi mai tới tâm giữa rồi thì nhi sẽ đi cho khéo khéo cái chỗ tâm giữa nó không cho bị lệch nha cả nhà đó rồi nhi sẽ dầm qua Nào, đó dầm qua rồi kế tiếp thì nhi sẽ dầm qua đây luôn nha cả nhà ơi đó nhi sẽ dầm qua đây luôn do cái ghen này nó bị chạy lắm cả nhà mình phải mai tầm chậm cái gốc này để không nó lệch nha cả nhà đây, bây giờ như đã mai ra xong rồi như sẽ cắt chỉ nha đó để cho cả nhà mình ngắm nghía nó đẹp như thế nào nha cả nhà ơi đó đẹp lắm cả nhà ơi đây đó thấy không dài xuống ha đều nha Điều hết luôn ha cả nhà bây giờ kế tiếp thì như sẽ mai cái vòng tròn của chính giữa này nha vòng tròn chính giữa này khi mình mai đường thẳng xong hết rồi giờ minh như sẽ mai cái vòng tròn này nha đây như sẽ từ cái đỉnh giữa này như sẽ mai vòng qua tặng mình rồi giữ cho nó im đó cả nhà à, mai cái này công phu lắm cả nhà ơi là mình sẽ giữ cho nó im nha sau khi nhi đã mai xong Và nhi đã ủi rồi cả nhà nhìn cái ghen nó mịn cả nhà rất là đẹp luôn dòng lên trên đây cả nhà nhìn cái cổ nè đều nhau hết hết cả nhà cái to bản từ cái mép cổ này qua bên cái ghen đều nhau hết trơn luôn hai bên luôn nha cả nhà ơi hai bên luôn rất là đẹp đây là sau khi nhi gấp vai vô rồi đây cả nhà ở nhìn cái cổ rất là đẹp luôn á cả nhà ơi đây nhi gấp vai vô rồi đây đó. đây là dòng cổ sau đây là hai bên vai đây là cổ trước rất là đẹp luôn cả nhà ơi cả nhà các chi tiết bán thành phẩm thì nhi đã gấp vô được phía thằng sau rồi này cả nhà đó bây giờ nhi sẽ quay chi tiết cho cả nhà dễ hiểu ha là cả nhà dễ gấp nha cả nhà ơi ở đây là toàn bộ cái thân sau nè đó như đã ráp phần thân sau rồi còn phần trước thì cái miếng thân trước đó cả nhà thấy không đó thì cái miếng thân trước này thì nhi sẽ rút dúng đều như vậy nha cả nhà à, nhi sẽ mai đều năm ly giống như cái lai tay cả nhà giống như cái ghen của lai tay á thì mình mai xong rồi mình sẽ rút dúng rút dúng rút dúng lại ha như vậy ha thì sau khi rút dúng vậy thì mình sẽ ráp lại thành phẩm như vậy à áp lại thành phẩm vậy cái phới ở trên đây thì nhi không có dúng mà phía dưới đây là có dúng nha cả nhà ơi đó, nó có dúng có tầng có tầng vậy đó cái tầng thứ thứ hai trên kia đây đó là trên cái eo đó cả nhà đó tầng thứ hai thì tầng thứ hai thì cũng có tầng dúng ở trên kia là cái thân là không có dúng nha cả nhà ơi còn ở đây là cái uh, thân trước nè đó. thân trước thì cái khúc ở trên uh, cái phần eo nè cả nhà đó. Còn phần dưới đây là phần lai, phần lai khúc dưới đây không có dúng mà cái tầng dưới nữa mới dúng nha cả nhà ơi. Đó. Cái này là các chi tiết bán thành phẩm như đã ráp chưa được cái lai đó cả nhà. Bây giờ như tiếp tục như sẽ ráp phần cái thân trước nha. Phần sau thì như đã ráp như cho cả nhà mình xem rồi đó cả nhà. Đó. Đây là các chi tiết nè, như phải xa xa cả nhà mình dễ thấy nè. Đó. Đây là các chi tiết đó cả nhà Đây như mai tổng thể là hai tầng ha. Hai tầng dúng. Ở trên là cái thân, cả nhà ơi bây giờ nhi đã mai xong và ủi luôn rồi cả nhà bây giờ nhi sẽ quay cho cả nhà mình xem nha đây là phần lai like. thì cái lai like thì nhi mai hai xăng đây là phần cái dúng dưới cái lai like nha còn dúng eo ở trên kia là cổ và tay đây là phần cổ này cả nhà ơi đẹp lắm cả nhà ơi cả nhà đó đó còn phần bên kia là phần tay đó cả nhà tay dúng luôn dúng à, ghen và dúng cái bắp tay luôn ha đó, rất là đẹp luôn đây là phần cổ hai bên tay đều có may ghen hết và dúng cúp luôn hai cả nhà đó dúng cúp cửa tay luôn rất là đẹp đây như có may dúng nha cả nhà ơi đó. bây giờ nhi máng lên coi có đẹp không như thế nào nha cả nhà đây như quay xa xa cả nhà mình xem cái phơm dáng của chiếc áo đầm này cả nhà ơi rất là đẹp luôn hết cả nhà đó, rất là đẹp luôn rất là dễ thương đó xíu tết xíu cho cả nhà mình xem nha ở đây là phần lai này cả nhà rất là dễ thương luôn cả nhà ơi cái hoa này hoa chấm bi nền đen mà chấm bi trắng cả nhà rất là đẹp đó phần đây là phần eo phần lai lên phần eo đó, hai cửa tay cả nhà hai cửa tay rất là đẹp luôn mình kế tiếp là lên cổ nha à lên cổ rất là đẹp luôn. Đây là lên cổ này cả nhà ơi, cái cổ nè, cả nhà nhìn đen nè, Ghen này mắt lắm nha cả nhà. đẹp thiệt nhưng mà mắt lắm. À, đây là xuống phần tay. Đây phần tay đây. à tay đây. Dải ghen này rất rất là mắt luôn cả nhà ơi. À đó là tổng quan của thành phẩm rồi đó cả nhà ơi như đã thành phẩm rồi giờ chỉ còn để giao thôi đó cả nhà để chiều nay khách lại là như đã giao đó cả nhà ơi à, vậy thôi như xin kết thúc ở đây nha cả nhà cho như xin một like một đăng ký một chia sẻ nha cả nhà để Nhi có thêm cái động lực để Nhi làm nhiều video hay cho cả nhà mình xem và cả nhà mình tham khảo nha bye bye